Nhiều nhà phân tích đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến giá nhà tăng vọt trên toàn cầu, đó là không có đủ nhà cho tất cả những ai muốn sở hữu hoặc thuê. Tại nhiều quốc gia, nguồn cung nhà ở không theo kịp tốc độ tăng trưởng dân số, hoặc có sự phân bổ không đồng đều giữa các khu vực. Tại một quốc gia phát triển, lượng người nhập cư tăng vọt có thể dẫn đến thiếu nhà ở. Còn tại các quốc gia đang phát triển, nguyên nhân có thể nằm ở số lượng người di chuyển tới các thành phố lớn. Một lý do khác được nêu lên là nhiều người mua nhà như một khoản đầu tư, chứ không phải để ở. Sở hữu và cho thuê nhà là cách nhiều người tạo thêm thu nhập và duy trì tài sản trước nguy cơ lạm phát. Quá nhiều người đầu tư vào thị trường nhà ở không chỉ làm giảm nguồn cung, bỏ trống các căn hộ, đẩy giá nhà lên cao, mà còn tạo ra những nguy cơ cho sự ổn định của hệ thống tài chính. Hồng Kông, Trung Quốc là một trong số những nơi có thể cảm nhận được cuộc khủng hoảng nhà ở dễ dàng nhất. Giá trung bình của một ngôi nhà rơi vào mức hơn 1 triệu đô la Mỹ và thậm chí bãi đỗ xe cũng có thể lên tới gần 1 triệu đô la. Hơn 200.000 người phải chờ đợi ít nhất nửa thập niên nữa để được cấp nhà ở công. Theo chính quyền Hồng Kông, nguyên nhân của vấn đề này tương đối đơn giản. Họ thiếu nguồn cung nhà và không thể đáp ứng được nhu cầu của hơn 7 triệu cư dân, tập trung tại một trong những nơi đông dân nhất thế giới. Báo cáo về tình trạng nhà ở trên toàn quốc của Australia cho thấy, cuộc khủng hoảng thuê nhà tại đây có nguy cơ diễn biến trầm trọng hơn trong những năm tới do nguồn cung nhà và căn hộ sụt giảm. Ngành xây dựng tại quốc gia này đang chịu áp lực do hạn chế về nhân công và nguồn cung vật liệu cũng như thời tiết xấu. Điều này đã dẫn tới việc trì hoãn xây dựng khoảng 28.000 căn nhà hồi năm ngoái. Ước tính có khoảng 377.600 hộ gia đình đang cần nhà ở, bao gồm 331.000 hộ đang gặp áp lực về thuê nhà và hơn 46.000 gia đình đang không có nhà ở. Trong 10 năm tới sẽ xuất hiện thêm 1,8 triệu hộ gia đình mới ở Australia. Tuy nhiên, nguồn cung chững lại sẽ dẫn đến tình trạng cân bằng âm về nhà ở, có nghĩa là nhu cầu về nhà ở của các hộ gia đình mới vượt quá số căn hộ mới trên thị trường. Còn tại Tây Ban Nha, ngành du lịch phục hồi là một trong những điểm sáng đối với nền kinh tế tại quốc gia này. Nhưng tại Barcelona, nơi đón khoảng 8 triệu lượt khách trong năm nay, gấp 4 lần dân số sống trong phạm vi thành phố, nhu cầu nhà ở cao hơn nguồn cung đã đẩy giá bất động sản lên quá cao, khiến người dân địa phương không thể mua hay thuê được. Nằm cách đại hộ Las Ramblas nổi tiếng không xa, con phố này từng được coi là khu ổ chuột ở Barcelona. Trải qua sự lột xác, nơi đây đã thay đổi bộ mặt và được lấp đầy bởi khách du lịch. Tuy nhiên, không phải sự phát triển nào cũng có lợi cho người dân địa phương khi những dòng tiền lớn bắt đầu đổ vào thâu tóm bất động sản để phát triển khách sạn, nhà nghỉ và các dịch vụ du lịch. Quỹ cần cần hoặc các công ty đầu tư đã đến, họ mua toàn bộ các tòa nhà và biến chúng thành nơi cho thuê dành cho khách du lịch. Rất nhiều người hàng xóm trong khu phố này giờ đã biến mất. Thành phố đã ra nhiều chính sách nhằm cải thiện tình hình, nhưng có vẻ những phương án này vẫn chưa có nhiều tác dụng khi lợi nhuận từ du lịch là quá lớn. Ở Barcelona, không thể xây dựng khách sạn mới và không có giấy phép du lịch mới cho các căn hộ trong 8 năm. Đã có hơn 20.000 cuộc kiểm tra căn hộ, dẫn đến hơn 2.500 án phạt. Có khoảng 500 căn hộ được phát hiện là bất hợp pháp mỗi năm. Chỉ vài năm trước, giá thuê một căn hộ 2 phòng ngủ ở Ravan có giá khoảng 750 đô la. Bây giờ giá đó đã tăng gần gấp đôi và người dân địa phương chỉ đơn giản là bị ép giá. Xu hướng tăng giá này có vẻ sẽ không dừng lại khi làn sóng du khách tiếp tục đổ đến Barcelona. Giá nhà ở tăng vọt và đúng thời điểm lạm phát tăng cao đã thổi bùng những căng thẳng tại Bồ Đào Nha. Ngay trong ngày đầu tiên của tháng 4, hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Lisbon và các thành phố khác trên khắp Bồ Đào Nha để phản đối tình trạng khó khăn về nhà ở. Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia nghèo nhất Tây Âu. Dữ liệu của chính phủ cho thấy trong năm ngoái, hơn 50% người lao động tại nước này có thu nhập dưới 1.000 euro một tháng. Tuy nhiên, giá thuê trung bình cho căn hộ một phòng ngủ ở Lisbon là khoảng 1.350 euro. Đây thực sự là một vấn đề lớn và tôi cũng là người bị ảnh hưởng. Việc thuê nhà và sở hữu nhà ở Lisbon đều vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ là khó hơn nhiều so với các thành phố khác ở châu Âu. Mức lương của tôi cũng thuộc dạng cao hơn mức trung bình, thế mà tôi vẫn không thể nào thuê được một căn hộ. Lý do là vì giá thuê tăng vọt chỉ trong một năm qua. Số liệu của Confidential Immobiliario, cơ quan thu thập dữ liệu về nhà ở cho thấy giá thuê nhà ở Lisbon, một điểm nóng về du lịch, đã tăng 65% kể từ năm 2015 và giá nhà đã tăng vọt 137% trong cùng thời gian đó. Theo một công ty dữ liệu bất động sản khác là Casafari, giá thuê nhà đã tăng 37% chỉ trong năm ngoái, nhiều hơn ở cả Barcelona hay Paris. Tất cả mọi người, kể cả những người đã mua được nhà và những người chưa có nhà,
đều nhận thấy rõ sự khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở, từ sinh viên, người đang đi làm, cho đến người đã nghỉ hưu. Tôi biết nhiều người đã trở thành vô gia cư sau khi nhà của họ bị mua lại và trở thành chỗ ở tạm thời cho khách du lịch. Cuối tháng 3 vừa qua, chính phủ Bồ Đào Nha đã công bố một số biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng đầu cơ bất động sản, trong đó có việc dừng thực hiện chương trình thị thực vàng đối với các nhà đầu tư lớn nước ngoài và hạn chế hoạt động của mô hình kinh doanh lưu trú Airbnb. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều đó là không đủ để giảm giá nhà trong thời gian ngắn. Các biện pháp của chính phủ là chưa đủ. Hiện nay chúng tôi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng. Đây là một trường hợp khẩn cấp, nhưng xã hội và chính phủ dường như chưa nhận thức được mức độ khẩn cấp này. Các biện pháp hiện nay chủ yếu sẽ mang lại lợi ích cho lĩnh vực bất động sản. Tại Mỹ, có khoảng 11 triệu người có thu nhập thấp và phải đi thuê nhà. Nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho thấy 59% người dân Mỹ ở trong trạng thái cận kề vô gia cư. Cứ mỗi 10 người đi thuê nhà có thu nhập thấp nhất thì chỉ có chưa đến 4 căn hộ là nằm trong phạm vi chi trả của họ. Chính vì thiếu nhà ở giá rẻ như vậy nên có tới gần 8 triệu người đi thuê nhà có thu nhập thấp nhất, tính cả các hộ gia đình, phải dành tới ít nhất một nửa thu nhập của họ để thuê nhà. Thậm chí nhiều người còn phải chi trả nhiều hơn. Họ phải dành tới 60, 70, thậm chí là 80% thu nhập của mình chỉ để có một nơi trú ngụ. Điều này giống như chúng ta đang chơi một trò chơi với những chiếc ghế vậy. Chỉ có một số lượng ghế nhất định mà thôi, và chúng luôn bị giành giật vì số người cần ngồi lại nhiều hơn số ghế hiện có. Trước đại dịch, các chuyên gia tính toán rằng một người hưởng lương tối thiểu sẽ phải làm việc 80 giờ một tuần chỉ để trả tiền thuê căn hộ một phòng ngủ ở Los Angeles. Để có thể trả tiền ăn uống và các hóa đơn khác, họ sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa. Tại bang California, vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do giá bất động sản tăng chóng mặt đã đẩy giá mua nhà trung bình lên khoảng 700.000 đô la Mỹ, cao gấp đôi so với con số trung bình trên toàn quốc. Là thành phố lớn nhất tại Mỹ với dân số gần 8,5 triệu người, New York luôn ở trong tình trạng thiếu nhà ở. Hơn 50.000 người dân đang sinh sống trong hệ thống nhà trú ẩn tạm thời của thành phố, và con số này vẫn không ngừng gia tăng do lượng người di cư tăng cao. Nhu cầu về nhà ở và nơi làm việc của thành phố New York, Mỹ đã thay đổi hoàn toàn sau đại dịch. Thói quen làm việc từ xa đã khiến cho hàng loạt công ty lớn trả lại văn phòng. Gần 1/5 diện tích cho thuê văn phòng tại khu vực Manhattan hiện đang bỏ trống. Trong khi đó, thị trường nhà ở và nhà cho thuê lại đang nóng lên. Điều này đã dẫn đến một sáng kiến đột phá của chính quyền New York. Tòa nhà 24 tầng tại khu hạ Manhattan này từng được cho thuê để làm văn phòng của nhiều doanh nghiệp, cơ quan. Tập đoàn Van Batten có trụ sở tại New York đã mua lại tài sản này vào năm 2014. Hiện nay, tòa nhà này đang được cải tạo để chuyển đổi chức năng thành nhà ở. Trước đại dịch, khi nhu cầu thị trường bất động sản văn phòng vẫn còn khá mạnh mẽ, chúng tôi từng xem xét việc nâng cấp tòa nhà này thành văn phòng hạng cao cấp. Đó là một lựa chọn rất khả thi. Tuy nhiên, đại dịch bùng phát đã khiến chúng tôi phải cân nhắc lại các diện tích văn phòng của mình. Sau khi hoàn tất, dự án sẽ cung cấp 588 căn hộ cho thuê, giúp giải quyết phần nào nhu cầu nhà ở của người dân. Giá khởi điểm cho một căn hộ studio là khoảng 3.000 đô la Mỹ một tháng. Khảo sát trong tháng 2 vừa qua cho thấy, chi phí thuê nhà trung bình hàng tháng tại Manhattan là hơn 4.000 đô la Mỹ, trong khi tại Brooklyn là hơn 3.300 đô la. Chúng tôi cung cấp rất nhiều lựa chọn, ví dụ như căn hộ studio, căn hộ một phòng ngủ và cả văn phòng tại nhà. Một điểm khác biệt sau đại dịch đó là nhiều người lựa chọn làm việc tại nhà. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một không gian làm việc tách biệt để họ không phải ngồi làm việc trong phòng khách hay phòng ngủ. Chính sách của thành phố New York đặt ra hạn chế đối với các tòa nhà có thể chuyển đổi từ công trình thương mại sang công trình dân cư. Chỉ các tòa nhà xây từ năm 1961 trở về trước hoặc từ năm 1977 trở về trước đối với khu vực Hạ Manhattan mới có thể được chuyển đổi thành nhà ở. Nhưng những quy định này đã dần thay đổi. Rất ít tòa nhà có thể được chuyển đổi thành nhà ở. Chúng tôi đã thay đổi điều kiện đổi ngày xây dựng từ năm 1961 thành năm 1990, mở rộng phạm vi địa lý được phép xây nhà ở, từ đó tạo ra một diện tích rộng lớn có thể được chuyển đổi. Từ 10 năm qua, các nhà phát triển tư nhân tại New York đã nung nấu ý định cải tạo lại bất động sản văn phòng để phục vụ cho nhu cầu an cư của người dân.
Giờ đây, chính quyền thành phố New York đang tìm cách đẩy nhanh quá trình này bằng cách cắt bỏ các thủ tục hành chính rườm rà và tung ra kế hoạch mới có tên gọi nghiên cứu về việc tái sử dụng một cách hợp lý không gian văn phòng của New York. Mục tiêu là tăng 70% diện tích mặt bằng có thể chuyển đổi, từ đó tạo ra thêm 20.000 căn hộ mới. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ có thêm nhiều tòa nhà được chuyển đổi. Hãy nhìn xem, tỷ lệ trống tại các tòa nhà văn phòng lên tới 18%, mà chúng ta lại đang gặp khủng hoảng về nhà ở. Chúng tôi nhận ra rằng chúng ta sẽ tận dụng tốt hơn các tòa nhà văn phòng nếu chúng được biến thành nhà ở. Chúng tôi đã nghiên cứu những cách thức để tái sử dụng các tòa nhà. Trong bối cảnh nhu cầu thuê văn phòng trên thị trường là khá thấp, việc chuyển đổi các tòa nhà thành khu dân cư là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, cấu trúc, kích thước của nhiều tòa nhà ở đây khá phù hợp cho việc chuyển đổi thành nhà ở. Tận dụng không gian vốn có của các bất động sản văn phòng là bài toán đặt ra đối với các kiến trúc sư. Không chỉ vậy, các nhà thiết kế còn đang nỗ lực tạo ra các không gian sống theo hướng tích hợp nhiều chức năng và đặc biệt là xanh hơn. Có rất nhiều tòa nhà văn phòng có thể chuyển đổi được. Một trong số đó là các tòa nhà được xây dựng từ những năm 1950 với rất nhiều kính. Chúng ta có thể cải tạo lại phía bên ngoài để gia tăng hiệu năng sử dụng năng lượng. Những căn hộ tại các tòa nhà như thế này sẽ có được tầm nhìn thật tuyệt vời bởi vì chúng sẽ luôn tràn ngập ánh sáng và ở độ cao rất lớn so với mặt bằng chung của thành phố. Còn đối với các tòa nhà cũ hơn, được xây từ những năm 1930 hay 1920 chẳng hạn, chúng thường được lát gạch rất đẹp. Vì vậy, chúng ta có thể tận dụng các chi tiết này để tạo nên những căn hộ tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng, khi bước vào các căn hộ mới được cải tạo, mọi người sẽ không hề có cảm giác nơi này từng là một tòa nhà văn phòng. Tôi nghĩ có rất nhiều cách để sáng tạo và biến các tòa nhà văn phòng cũ trở thành những không gian tuyệt vời để sinh sống. Những dự án chuyển đổi được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt đáng kể áp lực nguồn cung nhà ở cho New York, một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ bậc nhất thế giới. Các ước tính cho thấy, New York hiện vẫn đang thiếu hụt hơn 600.000 đơn vị nhà cho thuê dành cho người thu nhập thấp, và hàng chục nghìn người dân vẫn đang phải tạm thời sống trong các hệ thống trú ẩn của thành phố.